một Việt Nam thân thiện và mến khách, những vùng đất mang nét đặc trưng văn hóa bản địa và khám phá những nét đẹp văn hóa của xứ sở Phủ Tang. Phiêu lưu cùng Gulliver tập 7 mùa 3 năm 2020 đã đến thủ đô Hà Nội và thành phố Cảng Hải Phòng. Với sự xuất hiện trở lại của hai người chơi, diễn viên Huỳnh Anh và Ngọc Thảo, một hành trình xa hoa, đẳng cấp và vô cùng thú vị sẽ dành cho người thắng cuộc trong trò chơi may rủi. Và những trải nghiệm bất ngờ, không thiếu những thử thách khó quên với Gulliver. Đón xem tập 7 Phiêu lưu cùng Gulliver mùa 3 năm 2020 vào lúc 20 giờ thứ Bảy ngày 2 tháng 1 năm 2021 trên kênh truyền hình Đài Tiếng Nói Việt Nam 9 giờ 15 phút và 21 giờ 45 phút Chủ nhật ngày 3 tháng 1 năm 2021 trên kênh VTC1 và VTC9. Mời quý vị và các bạn đón xem.